Châu Tấn chung sống với bạn trai kém 13 tuổi. Nữ diễn viên có mối quan hệ ổn định, gắn bó với Trác Việt, tay guitar của ban nhạc Mosaic. Họ được cho là đã dọn về chung sống cùng nhau trong một căn hộ sang trọng. Ngày 4 tháng 5, Sina đưa tin Châu Tấn bị chụp ảnh hẹn hò với bạn trai Trác Việt. Cặp sao đi ăn tối, gặp gỡ bạn bè. Trong lần hiếm hoi xuất hiện bên nhau, Châu Tấn và Trác Việt thoải mái thể hiện tình cảm. Nam nghệ sĩ sánh bước, khoác vai bạn gái, Châu Tấn cũng ôm eo Trác Việt. Thời gian qua, cuộc sống của Châu Tấn chỉ xoay quanh công việc và bạn trai. Ngoài đóng phim và dự sự kiện thương mại, nữ diễn viên chủ yếu ở bên Trác Việt. Theo Quy Quy, tình cảm giữa đại hoa đán và nam ca sĩ mặn nồng, gắn bó như vợ chồng mới cưới. Theo Sina, Châu Tấn và Trác Việt được cho là đã dọn về chung sống cùng nhau. Họ thường xuyên bị bắt gặp ra vào một căn hộ sang trọng. Châu Tấn và Trác Việt lộ chuyện hẹn hò vào tháng 10 năm 2021. Theo 163, hai nghệ sĩ quen biết sau khi ghi hình show truyền hình mùa hè của nhóm nhạc vào năm 2020. Nữ diễn viên rất coi trọng, nghiêm túc với mối quan hệ tình cảm với Trác Việt. Dịp Tết Nguyên đán 2022, Châu Tấn đưa bạn trai về nhà đón năm mới cùng cha mẹ cô. Đã ra mắt hai gia đình nhưng cặp sao chưa tính chuyện kết hôn. Họ muốn có cuộc sống lãng mạn, không chịu sự gò bó của hôn nhân hay vấn đề con cái. Châu Tấn sinh năm 1974, là đại hoa đán của màn ảnh Trung Quốc. Cô từng hẹn hò tài tử Lý Á Bằng, nhà thiết kế thời trang Lý Đại Tề, thiếu gia Vương Thước. Cuối năm 2020, nữ diễn viên và tài tử Cao Thành Viễn xác nhận đường ai nấy đi sau 6 năm kết hôn. Nguyên nhân đổ vỡ không được cặp sao tiết lộ. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho hay cả hai bất đồng trong chuyện con cái, tình cảm nhạt phai do hôn nhân xa cách. Trác Việt là tay guitar của ban nhạc Mosaic, anh kém Châu Tấn 13 tuổi.